nhóm Đinh Thập Tự mến chào quý ông bà và anh chị em. Xin mời mọi người nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con. Kính thưa cộng đoàn, cha Phaolô Nguyễn Trọng qua đời để lại bao thương tiếc cho mọi người. Ngài là một mục tử nhân lành, gần gũi và hết lòng với người nghèo. Chúng ta cùng cầu nguyện cho Ngài sớm hưởng tôn nhan Chúa. Sau đây là bài chia sẻ của cha Giuse Maria Nhân Tài về cha Phaolô Nguyễn Trọng, một mục tử nhân lành như lòng Chúa và lòng giáo dân mong ước. Mời cộng đoàn cùng theo dõi. Thương tiếc, Linh mục Phaolô Nguyễn Trọng đã an nghỉ trong Chúa ngày 3 tháng 2 năm 2023. Có một cha sở như thế, cha sở Tân Mỹ, Linh mục Phaolô Nguyễn Trọng. Tôi có dịp về lại quê hương Tân Mỹ cách thảnh thơi không vội vã, vì tôi được nhà dòng phái về Việt Nam làm công tác giáo dục và đào tạo ơn gọi của hội dòng. Sau 23 năm sống và truyền giáo tại Taiwan, tại phân viện của hội dòng ở tại Sài Gòn. Lý do về quê hương Tân Mỹ lần này là thím đại, thím Martha Lê Thị Nhơn được Chúa gọi về ngày 9 tháng 10 năm 2019 để thay mặt gia đình dự đám tang, dâng lễ cầu hồn và chủ tế thánh lễ an táng cho thím Martha. Lần này về Tân Mỹ ở lại 3 ngày gặp gỡ anh em bà con làng xóm mà xa cách đã lâu nay có dịp trò chuyện lâu dài. Điều làm tôi ấn tượng nhất đó là cha sở giáo xứ Tân Mỹ, tên đầy đủ của ngài là Linh mục Phaolô Nguyễn Trọng. Từ tháng 7 năm 2015, ngài được Đức Giám mục địa phận sai đến làm cha sở của giáo xứ Tân Mỹ, một giáo xứ có truyền thống đức tin và lòng đạo đức lâu đời trong giáo phận Huế, 135 năm. Xa tới làng Tân Mỹ lúc trưa, nhưng chiều tối mới cùng với em Thanh Lịch tới thăm cha sở. Ngài đang làm việc ở văn phòng, nghe em Thanh Lịch giới thiệu tôi là cháu của chú Nguyễn Đại, cha liền vui vẻ thân tình nói: "Con về đây dự đám tang của thím là quý hóa quá. Tất cả lễ cầu hồn cho thím, kể cả lễ ngày Chúa Nhật, con chủ tế cầu nguyện cho thím. Thánh lễ an táng và đưa ra huyệt mộ thì con cũng chủ tế luôn, cha chỉ đứng đồng tế bên thôi." Một tấm lòng nhân ái và khẳng khái, ít cha sở nào có, đã yêu thương gia đình của thím và mấy em mà đã giao cho tôi chủ tế tất cả thánh lễ dù tôi ở ngoại quốc về. Tình thương của ngài dành cho giáo xứ Tân Mỹ thật không thể nào tả xiết. Nói chuyện với ngài, tôi cảm nhận được ngài đã dành cho giáo xứ tất cả tình thương yêu của một mục tử và một người cha. Như giáo dân Tân Mỹ nhận xét, ngài lo lắng cho từng giáo dân, từng hội đoàn, nhất là chăm sóc cho những người nghèo. Muốn biết một giáo xứ có sống động hay không thì hãy nhìn vào các đoàn thể sinh hoạt của giáo xứ đó. Muốn biết một cha sở có tài lãnh đạo hay không thì hãy nhìn giáo xứ có bao nhiêu đoàn thể. Thật đúng như vậy, điều này tôi đã cảm nghiệm được và chia sẻ trong cuốn sách Chia sẻ mục vụ giáo xứ trong thời đại ngày nay như sau. Trong một giáo xứ, việc tổ chức các đoàn thể là điều cần thiết. Từ ban chấp hành giáo xứ cho đến các đoàn thể như Thiếu Nhi Thánh Thể, Hội Legio Maria, Hội Con Đức Mẹ, Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, Hội Cha Gia Đình, Thanh Niên, v.v. đều rất cần thiết cho sự truyền giáo của cha sở cũng như sự phát triển của giáo xứ, nhất là gây tình đoàn kết giữa các giáo dân với nhau cũng như giữa giáo dân và cha sở, cha phó. Có một vài cha trẻ nhưng tâm hồn thì đã già, cho nên thích an nhàn hưởng thụ hơn là tổ chức các sinh hoạt trong giáo xứ. Mà nếu giáo xứ nào đã có các đoàn thể rồi thì các ngài cũng ít quan tâm vì không phải con của mình đẻ ra, mặc kệ bầy sinh hoạt hay không tùy tiện. Tổ chức là khâu quan trọng trong việc quản lý cộng đoàn. Cha sở phải làm sao để tất cả giáo dân của mọi thành phần trong giáo xứ tham gia các hội đoàn, để qua các sinh hoạt này mà cha sở truyền đạt lòng đạo đức kính mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân cho các con chiên của mình. Bởi vì sẽ rất thiếu sót khi giáo dân thèm muốn có một hội đoàn hợp với lứa tuổi của mình để chia sẻ những kinh nghiệm về cách sống đạo cho người khác, cũng như muốn học hỏi kinh nghiệm sống lời Chúa nơi những giáo dân khác. Mà cha sở thì cứ tà tà, để đó coi đã.
cái tà tà này là biểu hiện của một tâm hồn không mấy thiết tha với giáo xứ mà mình đang coi sóc. Cha sở Phaolô cũng như vậy. Từ ngày ngài được Đức Giám mục bài sai đến làm cha sở của giáo xứ Tân Mỹ, thì giáo xứ khởi sắc rất rõ ràng. Ngài thành lập các hội đoàn trong giáo xứ, từ thiếu nhi thánh thể, hướng đạo, hội giúp lễ, hội dòng ba Camelo, hội các bà mẹ, hội cha gia đình, vân vân. Tất cả các đoàn thể ấy tạo thành những gam sắc màu làm cho toàn cảnh giáo xứ thêm đẹp và sống động. Cứ mỗi lần đến dịp lễ trọng của giáo xứ như lễ bổn mạng ngày 16 tháng 7, lễ Giáng sinh ngày 25 tháng 12 và các dịp đặc biệt khác là sân nhà thờ như vườn hoa khoe sắc đủ màu xanh, đỏ, nâu, vàng, trắng, theo từng hội đoàn rất đẹp mắt và sinh động. Tôi đã chia sẻ với ngài, các hội đoàn trong giáo xứ là những cánh tay nối dài của cha sở. Dẹp bỏ các hội đoàn hoặc bỏ bê các đoàn thể trong giáo xứ thì chính các cha sở đã tự chặt tay chân của mình, mà một con người bị cụt tay, cụt chân thì còn làm gì được nữa. Cha sở Phaolô đã rất đồng ý với tôi về điểm này. Vì ngài có quan niệm và tâm huyết như thế, nên chẳng lạ gì giáo xứ rất sinh động và đoàn kết với nhau. Đây là trái tim yêu thương của cha sở Phaolô. Tình yêu này được bày tỏ qua thương người có 14 mối, thương xác 7 mối. Đó là mối chôn xác kẻ chết. Những mảnh đời bất hạnh, khó nghèo khi chết đi, ngay cả tấm áo quan tài mà cũng không có. Thì đây, Huế lên đường được chính cha sở Phaolô thành lập bởi tất cả tình yêu thương của cha sở, đúng như việc làm của nó, sắm áo quan cho người nghèo. Người nghèo đây không giới hạn trong phạm vi giáo xứ Tân Mỹ, nhưng là vượt biên giới của giáo xứ, vươn rộng hai cánh tay, vươn dài ra khỏi bờ cõi Tân Mỹ để ôm trọn những mảnh đời bất hạnh ở các vùng lân cận. Công việc đầy ắp tình người và tình Chúa này không phải ai cũng làm được, mà chỉ có những tâm hồn hết mình vì người nghèo mới thực hiện được mà thôi. Huế lên đường giống như một mệnh lệnh thôi thúc người ta đứng dậy và bước đi, ra khỏi nơi ấm no của mình để nhìn thấy những bất hạnh của người khác, cũng là con cái của Thiên Chúa. Huế lên đường giống như châm ngôn sẵn sàng của hướng đạo sinh và sắp sẵn của phong trào thiếu nhi thánh thể. Nó gợi lên cho những thành viên của nó sự can đảm yêu thương và phục vụ. Làm việc tông đồ đâu cần làm việc cho to lớn vĩ đại, nhưng làm việc nhỏ với con tim yêu thương lớn. Mỗi chiếc áo quan là trở đi đầy ắp tình người, không phải cho người chết mà thôi, nhưng còn là cho người sống nữa. Truyền giáo là ở đó, làm việc tông đồ cũng thế mà thôi. Không có cha sở Phaolô thì không có Huế lên đường. Những mảnh đời bất hạnh đã có trái tim yêu thương của cha sở Phaolô bảo kê hậu sự, thật vui thay. Mỗi linh mục là một nhà mô phạm và phương pháp giáo dục thì không giống nhau. Trong giáo xứ, cha sở vừa là mục tử, vừa là gia trưởng, vừa là thầy dạy, vừa là người bạn, vừa là bác sĩ, vừa là luật sư cho giáo dân của mình. Có một vài giáo dân nói với tôi rằng cha sở Phaolô dạy dỗ mọi người rất là hay. Cứ anh chàng thanh niên nào lông bông thì ngài kêu đến cho vào phụ trách các ban bệ trong giáo xứ. Từ những anh chàng rượu chè cho đến những thành phần bất hảo trong giáo xứ đều được ngài quan tâm. Và quả thật, cách giáo dục này rất là hiệu quả. Một khi đã được cha sở tín nhiệm mời vào các ban bệ trong giáo xứ, thì tự nhiên đương sự không còn uống rượu say bét nữa, mỗi ngày đều đi tham dự thánh lễ. Mà sự thay đổi lớn nhất nơi các ông và các thanh niên là không còn nghe tiếng chửi thề vô tội vạ nữa. Có thể nói đây là thành quả giáo dục thành công của cha sở. Giáo xứ Tân Mỹ qua bao đời cha sở, giáo dân đã có một nề nếp giáo dục cao so với các thôn làng chung quanh và đức tin thì phát triển không ngừng. Nhưng theo cá nhân tôi nhận thấy thì sinh hoạt các hội đoàn trong giáo xứ phát triển rất mạnh, có trật tự, có chất lượng lẫn hình thức, đó là nét đẹp và ưu điểm của giáo xứ được khởi sự bắt đầu từ cha Phaolô. Mặc dù các cha sở tiền nhiệm cũng có công lao đối với các đoàn thể trong giáo xứ, nhưng nổi bật nhất chính là cha sở hiện tại. Cha sở Phaolô, con người của ngài rất bình dị, gần gũi với giáo dân như men trong bột và ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống đạo của giáo dân. Và điều quan trọng nhất là sự giản dị của ngài.
không kiểu cách khi tiếp xúc với giáo dân, trò chuyện thân tình như cha con với nhau. Cho nên, mọi người trong giáo xứ rất dễ tiếp xúc thưa chuyện với Ngài. Người ta nói, cứ nhìn quả thì biết cây. Quả là giáo dân và cây chính là cha sở. Giáo dân sống đạo tốt đẹp là do cha sở trở thành tấm gương và phục vụ không biết mệt mỏi. Nếu không có cây cổ thụ này thì chắc chắn giáo xứ Tân Mỹ sẽ không khởi sắc và sinh động như hôm nay. Thiên Chúa là đấng yêu thương và nhân hậu, luôn luôn chăm sóc con cái của Ngài bằng cách sai phái nhiều mục tử đến ở và sống giữa đoàn chiên của Ngài. Các mục tử đó chính là các linh mục. Giáo xứ Tân Mỹ cũng có một chỗ trong trái tim yêu thương của Thiên Chúa. Dù cho thế sự thăng trầm, dù cho vật đổi sao rời, Ngài vẫn luôn gửi đến giáo xứ những mục tử như lòng Ngài mong ước. Cha sở Phaolô chính là một trong những vị mục tử ấy. Ngài tuy đã đến tuổi thất thập nhưng là cổ lai hy, nghĩa là Ngài tuy đã 70 tuổi, nhưng mấy ai có được tuổi này? Đúng vậy, có rất nhiều người tuổi đã 70, nhưng hỏi có mấy ai còn năng nổ hoạt động như Ngài. Tại sao vậy? Thưa, vì Ngài có một tâm hồn rất trẻ, vì trẻ nên mới có thể yêu thương và dẫn dắt giáo dân mà Chúa đã trao phó cho Ngài coi sóc mà không biết mệt. Bí quyết của Ngài chính là yêu mến Chúa nơi những con người mà Ngài gặp gỡ, tiếp xúc trò chuyện hàng ngày trong cuộc sống của Ngài. Tạ ơn Chúa đã gửi đến cho giáo xứ Tân Mỹ chúng con một vị mục tử như lòng Chúa và lòng giáo dân mong ước, đó là Linh Mục Phaolô Nguyễn Trọng. Linh Mục Giuse Maria Nhân Tài, CSGB. Thời đại dịch Corona Vũ Hán, ngày 14 tháng 4 năm 2020. Đinh Thập Tự cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã đón xem. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con.